Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, sau 5 năm thực hiện nghị quyết số 08 ngày 13 tháng 3 năm 2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng, củng cố tổ chức đảng, đoàn thể chính trị xã hội trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, nhiều kết quả quan trọng được chứng minh trên thực tế, nổi bật là công tác phát triển đảng viên và tổ chức đảng. Từ đây, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng tại các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước đã được nâng lên, qua đó thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Đây là nội dung của chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay sẽ có ngay sau đây. Ngay sau khi nghị quyết số 08 được triển khai, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành quyết định số 651 ngày 19 tháng 7 năm 2017 về quy chế phối hợp công tác giữa Đảng ủy khối cơ quan tỉnh với các cơ quan đơn vị có liên quan trong tăng cường xây dựng và nâng cao vai trò hiệu quả hoạt động của tổ chức đảng và đoàn thể chính trị xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Ban Thường vụ Đảng ủy khối cơ quan tỉnh, nay là Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, đã kịp thời xây dựng kế hoạch quán triệt triển khai. Phối hợp chặt chẽ với Ban Thường vụ các huyện ủy, thành ủy trực thuộc, các cơ quan đơn vị có liên quan, chỉ đạo công tác rà soát, nắm chắc số công nhân, lao động, đảng viên đang làm việc ổn định trong các doanh nghiệp nhưng đang sinh hoạt ở nơi khác. Nếu có đủ 3 đảng viên chính thức trở lên, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh ổn định thì trực tiếp gặp gỡ, trao đổi thuyết phục chủ doanh nghiệp quan tâm tạo điều kiện để thành lập tổ chức đảng. Bên cạnh đó, tăng cường công tác đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn tay nghề cho công nhân lao động, rèn luyện bồi dưỡng quần chúng ưu tú để tạo nguồn phát triển đảng viên. Chú trọng việc kết nạp chủ doanh nghiệp, thành viên hội đồng quản trị, ban giám đốc, người có vị trí uy tín trong doanh nghiệp vào đảng. Giai đoạn 2017-2021 đã thành lập được 13 tổ chức đảng, kết nạp được 452 đảng viên trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, trong đó có 4 đảng viên là chủ doanh nghiệp. Chúng tôi xây dựng các cái kế hoạch, giao chỉ tiêu cụ thể chi tiết để phát triển đảng viên ngoài khu vực nhà nước. Chúng tôi cũng đặc biệt là quan tâm phát triển đảng viên là chủ các cái doanh nghiệp, bởi vì là nơi nào có chi bộ, nơi nào có đảng viên thì cái việc tuyên truyền các cái chủ trương nghị quyết của đảng đến với nơi đó thì thuận lợi hơn rất nhiều, đặc biệt là đảng viên lại là chủ các cái doanh nghiệp. Nhiều tổ chức đảng trong doanh nghiệp sau khi thành lập đã từng bước khẳng định vai trò vị trí của mình, góp phần tích cực vào sự ổn định và phát triển của doanh nghiệp. Tập hợp động viên cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên, người lao động chấp hành nghiêm đường lối chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nội quy quy định của doanh nghiệp, yên tâm lao động sản xuất. Đảng bộ bộ phận Vitsai Ninh Bình được thành lập năm 2017, đến nay đã có 138 đảng viên sinh hoạt tại 6 chi bộ. Đối với quần chúng ưu tú ở dưới thì được sự lựa chọn từ các đơn vị. Thứ nhất, qua những cái hình thức thi đua khen thưởng hàng tháng, có sự bình bầu bình chọn, thì hội đảng bộ cũng có chỉ đạo với các chi bộ và các đơn vị là dựa trên những cái tiêu chí bình xét thi đua đó, kết hợp với cái thực hiện là một công dân luôn chấp hành tốt những chủ trương đường lối chính sách pháp luật của đảng và của nhà nước, và đồng thời cũng tạo mọi cái điều kiện cho các quần chúng được đi học lớp cảm tình đảng. Cái thời gian ban lãnh đạo cho đi học cái lớp cảm tình đảng thì là tạo điều kiện cho nghỉ, nữa là đổi ca cho anh em khác, tạo cái thời gian đi học để tiếp thu những kiến thức của lớp học đã hoàn thành chương trình của lớp học và đã có cái kết quả để sau này tôi phấn đấu để được đứng trong hàng ngũ của đảng. Tại các địa phương, việc thành lập tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước được quan tâm chú trọng. Mới đây, Đảng ủy xã Yên Mạc, huyện Yên Mô công bố quyết định thành lập chi bộ Hợp tác xã Nông nghiệp Hồng Thắng. Đảng ủy xã Yên Lâm công bố quyết định thành lập chi bộ Hợp tác xã Nông nghiệp Bắc Yên. Qua đó tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy đảng đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị, góp phần phát triển kinh tế xã hội tại mỗi địa phương. Sau khi nhận được cái chủ trương cũng như là nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ xã, thì hội đồng quản trị hợp tác xã đã họp và bàn và thống nhất là sẽ đề nghị đối với đảng bộ ở xã cũng như là huyện ủy Yên Mô là về cái việc cần thiết phải thành lập chi bộ hợp tác xã để có sự lãnh đạo chỉ đạo đúng đắn hơn và sát sao hơn trong cái việc triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của hợp tác xã. Căn cứ vào cái nghị quyết của hội đồng thành viên hợp tác xã, trên cơ sở theo từng cái dịch vụ thì Ban Thường vụ Đảng ủy sẽ giao trách nhiệm cụ thể cho đồng chí Bí thư chi bộ trực tiếp lãnh đạo về mảng phát triển sản xuất nông nghiệp, trong đó
tiên phong trong cái kinh doanh dịch vụ, đáp ứng yêu cầu cao nhất đối với các dịch vụ mà người dân ký. Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa do Đảng lãnh đạo, hiện nay vai trò của đảng viên và tổ chức đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước là hết sức quan trọng, từ đó giúp định hướng tư tưởng chính trị cho doanh nghiệp hoạt động ngày càng phát triển. Tại các tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn tỉnh hiện nay, luôn giữ vững và phát huy vai trò là hạt nhân chính trị ở cơ sở, phối hợp cùng chủ doanh nghiệp, lãnh đạo cán bộ đảng viên, người lao động, các đoàn thể, chấp hành tốt đường lối chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, bảo đảm lợi ích hợp pháp hài hòa giữa các bên. Trên cơ sở triển khai quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, căn cứ kế hoạch chương trình hành động, Ban chấp hành Đảng bộ bộ phận Vitsai Ninh Bình đã cụ thể hóa và ban hành các nghị quyết để lãnh đạo chỉ đạo thực hiện sát với tình hình thực tế của đơn vị. Quá trình chuẩn bị nội dung chương trình kế hoạch công tác đều đúng quy trình, phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, vai trò tham mưu của từng bộ phận, từng đảng viên. Hàng tháng ấy là chi bộ có họp để triển khai các kế hoạch của lãnh đạo công ty, của đảng ủy công ty đến tất cả các đồng chí đảng viên và nhân rộng đến tất cả cán bộ nhân viên trong phòng để đảm bảo tính thống nhất, tính đoàn kết và tính kỷ luật trong đảng và trong chính quyền để góp phần thắng lợi mọi nhiệm vụ. Nên là năm nào trong quá trình sản xuất cũng đạt chất lượng và vượt sản lượng kế hoạch lãnh đạo đề ra. Mỗi cán bộ đảng viên tại đây luôn nêu cao tính tiền phong gương mẫu, phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch giao hàng tháng, hàng quý, là tấm gương sáng trong các phong trào thi đua. Đảng viên Nguyễn Văn Nhị là một ví dụ. Trong năm 2021, anh cùng đội ngũ cán bộ công nhân đã có sáng kiến cải tiến, kéo dài tuổi thọ của vật liệu chịu lửa trong lò nung, làm lợi cho nhà máy gần 8 tỷ đồng. Bây giờ thì cái công nghệ nó cũng phát triển, thì mình sẽ tiếp tục lên trên mạng để tìm hiểu những cái công nghệ mới về cái lĩnh vực xi măng này để mình có thể tiếp tục cải tiến nhiều hơn để mong cho cái một là chất lượng nó tăng cao, hai nữa là giúp cải thiện cái việc mà xả thải bụi môi trường ấy, giúp cho môi trường của công ty sẽ tốt hơn. Việc duy trì chế độ sinh hoạt đảng cho các doanh nghiệp ngoài nhà nước được thực hiện nghiêm túc, nội dung sinh hoạt từng bước được đổi mới, nâng cao chất lượng gắn với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và mục tiêu phát triển của doanh nghiệp. Từ đây, mỗi cán bộ đảng viên đã xác định rõ vai trò trách nhiệm của bản thân, có những đóng góp quan trọng đối với quá trình sản xuất kinh doanh. Tại công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Xuân Quyền, 15 đảng viên trong chi bộ luôn nêu gương trong lao động, trong cuộc sống để quần chúng học tập và noi theo. Chính điều này đã tạo sự liên kết bền chặt, thống nhất để góp phần làm nên sự lớn mạnh không ngừng của công ty. Đơn vị nào mà có đảng viên thì cái công việc hiệu quả thể hiện rất rõ rệt. Các đồng chí đã phát huy được cái vai trò là người đảng viên và đã học hỏi hướng dẫn cho các cái công nhân ở trong công ty để làm rất có hiệu quả trong công việc. Bên cạnh đó, các cấp ủy chi bộ đã tăng cường lãnh đạo chỉ đạo cán bộ đảng viên thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các nghị quyết của Trung ương về xây dựng chỉnh đốn đảng. Trong đó, mỗi người chủ động học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng, phấn đấu không ngừng để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ở quỹ đây thì là hoàn toàn là hoạt động là ở trên, phải hoạt động làm việc trên máy tính. Thế nên là tôi cũng đã cập nhật các công nghệ thông tin, học hỏi các bạn trẻ để là phục vụ theo đúng các quy định của ngành đề ra, cùng với lại anh chị em ở trong quỹ là cùng hoạt động để đưa quỹ là ngày một lớn mạnh lên. Là người đảng viên thì mình phải nêu gương, và đặc biệt là trong giao dịch với khách hàng trong những cái địa bàn nông thôn mình phụ trách. Những khách đến gửi là những người già, mấy người trung tuổi ấy, nên là cũng phải hướng dẫn tỉ mỉ, cặn kẽ để cho quỹ càng ngày càng phát triển và xây dựng chi bộ vững mạnh. Từ những kết quả trên cho thấy,
Trong doanh nghiệp, nếu cấp ủy đảng viên là những người thực sự có tâm huyết, có trình độ, năng lực chuyên môn cao, sẽ khẳng định được vai trò lãnh đạo và góp phần tích cực vào sự phát triển của doanh nghiệp, đồng thời giúp các tổ chức đoàn thể hoạt động hiệu quả, sản xuất kinh doanh thuận lợi hơn, người lao động an tâm phấn khởi làm việc, tích cực tham gia các phong trào hoạt động tại doanh nghiệp. Việc thực hiện nghị quyết 08 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy không chỉ phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức đảng ở các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt chính trị xã hội của người lao động, mà quan trọng hơn là khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của Đảng trong lãnh đạo xây dựng nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Từ chủ trương đúng đắn sát với tình thực tế sẽ tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong mỗi doanh nghiệp để đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao đời sống cho người lao động. Và đến đây, thời lượng của chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.